gió rất là nhiều nên nói hơi khó nghe ha. Một số người họ câu rồi họ cũng giục xuống hoặc họ cho chứ họ không có ăn, nhưng mà họ câu để giải trí. Đây là mấy anh hồi câu cá. Hi. Ok, good. Thank you. You have a picture? Còn đây là mấy anh này xách mấy cái vợt để đi vợt cua. Ở đây rất là có nhiều cua nha, cua nó dưới dòng dưới đây, cái họ đem cái vợt vậy đó, họ xuống họ vợt. Quay cái vợt cua kia những người câu cá. Ở đây là đặc biệt cái chỗ này là câu cá đù ha. Câu quá chừng. Yeah, that's for you. Oh, wow. Good job. Wow, đây là cá đù nè các bạn. Cá đù á. Đó. Đây là cá đù. Cá đù cái đù nó to. Wow. Mấy con này chiên ra ăn rất là giòn, thế nó nhỏ vậy chứ nó giòn ngon lắm nha. Wow. Đây là mấy cô người Campuchia. Người Campuchia họ đi câu. Đây là cái bảng mà cái bản đồ ở đây. Thì sau khi mà họ tới đây họ câu, hồi xưa chỗ này rất là nhiều cá sấu nha. Đây là cá sấu. Hồi xưa bỏ đi hết. Bây giờ nó lâu lâu mình mới thấy. Hồi xưa xuống là nó nằm lờn như này hết á. Còn nhiều là người Khmer họ xuống đây họ câu rất nhiều. Người Việt mình lâu lâu cũng có. Có vợ chồng mình. Sống ha bà các bạn nha, còn sống á. I put it wrong way.
You already know the tricks, don't you? I know. Ở nhà ta có những chiếc tàu nhỏ, người ta sẽ kéo xuống đây ha, xong rồi ta xuống cái bãi này. Đây là cái bãi mà người ta cho biết là chỗ công cộng cho tàu xuống. Đây có một cái anh này đang kéo tàu lên đây. Tàu này bự dữ á. Vệ sinh rất là lớn nha. Đây là cái nhà vệ sinh, thấy các bạn thấy lớn không? Ok, thì hy vọng là cái clip này mình chia sẻ với cho các bạn ai mà có muốn đến cái khu vực này câu. Đây là cũng là một cái chỗ gọi là sao ghép tim. Ok các bạn, cảm ơn các bạn theo dõi.